Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của sửa chữa laptop 24h.com. Khi các bạn đang sử dụng máy tính ý, mà bỗng dưng máy tính của bạn bị sập nguồn đột ngột thì rất là khó chịu đúng không nào? Trong trường hợp mà các bạn đang làm việc cũng như là đang học tập thì nó sẽ trở nên gián đoạn, cũng như là một vài cái file làm việc của các bạn sẽ không được lưu lại. Vậy thì cách khắc phục trường hợp laptop bị sập nguồn đột ngột như thế nào? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của sửa chữa laptop 24h.com. Chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cách đơn giản để có thể khắc phục được tình trạng là laptop bị sập nguồn đột ngột này. Cách đầu tiên thì chúng ta cần kiểm tra lại cái trình fast startup. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng là laptop của chúng ta bị sập nguồn đột ngột. Nếu trong trường hợp mà fast startup của các bạn đang bật ấy thì chúng ta cần tiến hành tắt nó đi. Để tắt được fast startup thì chúng ta cần làm những bước sau đây. Đầu tiên thì các bạn vào cho mình là Control Panel, mở Control Panel lên. Bước 2 thì các bạn cần xem chế độ là Lang Icon, và sau đó các bạn chọn vào cái phần là mục là Power Option cho mình. Tiếp đến thì các bạn trong cái mục phần bên trái này, các bạn chọn là Show What the Power Button Do đó. Sau đó thì tiếp tục các bạn click vào phần là Change Setting này. Nếu thấy tùy chọn là Turn On Fast Startup được bật ý, thì các bạn cần bỏ tích và chọn là Save Change để lưu những cái thiết lập vừa rồi. Cách số 2 là chúng ta có thể thử cách là tiến hành cập nhật driver cho bo mạch chủ của máy tính. Đây cũng là một trong những cách giúp chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng là laptop bị sập nguồn đột ngột. Thường thì cập nhật driver cho bo mạch chủ ấy, chúng ta sẽ có hai cách. Đầu tiên là cách là thủ công, thì chúng ta sẽ lên trực tiếp cái trang chủ của nhà sản xuất cũng như là trang chủ của cái hãng máy tính chúng ta đang dùng, và tải cái driver của mainboard về. Các bạn có thể lên trang chủ của từng hãng nhé. Cái này thì mình sẽ nói qua thôi, tại vì là mỗi hãng nó sẽ có một cái trang chủ cũng như là một cái driver khác nhau. Các bạn có thể tham khảo bài viết của chúng mình nhé. Cái số 2 ấy, thì chúng ta có thể sử dụng là cái trình cập nhật driver tự động. Có rất là nhiều bên hãng thứ ba có cái trình cập nhật driver tự động này, ví dụ như là Easy Driver này, hoặc là Driver Boss này, hoặc đơn giản chúng ta cũng có thể cập nhật trực tiếp trên cái phần manager ở trên Zip PC. Nhưng đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cập nhật ở trên cái phần mềm bên thứ ba nhé. Tại vì trong phần manager của Zip PC thì thường nó sẽ không cập nhật được cái driver mới nhất đâu, mà nó chỉ sử dụng driver gợi ý thôi. Để cập nhật được cái driver tự động ấy, thì các bạn chỉ cần tải một cái phần mềm bên thứ ba về, ví dụ như là Driver Boss này như mình thực hiện đây, và sau đó các bạn chỉ cần nhấn quét cái driver này thôi. Trong đây thì nó sẽ có rất là nhiều các cái driver, thế nên là các bạn có thể cập nhật được hết luôn. Ví dụ như là các bạn chọn update hết luôn thì nó cũng cập nhật driver mainboard cho chúng ta. Hoặc là các bạn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta có thể tích vào cái phần là driver mainboard thôi. Cách số 3 thì các bạn cần kiểm tra lại cái nhiệt độ máy tính của chúng ta xem nó có đang ở nhiệt độ an toàn không. Cái trường hợp mà máy các bạn quá nóng ấy thì nó cũng gây ra cái trường hợp là bị sập nguồn đột ngột, nên là các bạn cần kiểm tra nhé. Ví dụ như là một chiếc laptop thì nó sẽ có nhiệt độ an toàn dao động từ khoảng tầm từ 65 độ trở xuống thôi. Ví dụ như là tầm từ 70-80 độ với những cái chiếc máy đời mới thì nó không sao, nhưng tuy nhiên với một số mẫu máy đời cũ ấy, thì cái nhiệt độ mà khoảng tầm từ 80 độ hoặc là 70 độ ấy, thì nó đã rất là nóng rồi, do là cái tản nhiệt của nó sẽ không thể đáp ứng được cái nhu cầu của máy tính. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kiểm tra nhiệt độ trên cái HVK monitor nhé. Đầu tiên thì các bạn cần tải cái HVK monitor về, sau đó cài đặt lên thôi, một cách cực kỳ đơn giản và nhanh chóng. Sau đó các bạn cần kiểm tra xem cái nhiệt độ CPU của chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ thấy cái phần nhiệt độ là có rất là nhiều thông tin, ví dụ như là nhiệt độ thấp nhất này, nhiệt độ cao nhất này, và cái nhiệt độ đang duy trì của máy tính. Thì đây sẽ là cái mục chúng ta cần quan sát chính. Nếu mà nhiệt độ của máy tính của bạn quá nóng ấy, thì chúng ta cần tiến hành đem đi vệ sinh cũng như là đem ra các cái cơ sở để người ta kiểm tra cũng như là vệ sinh tra keo tản nhiệt cho máy tính của chúng ta. Cách số 4 là cập nhật driver cho BIOS. Trong trường hợp toàn bộ những cách trên đều không thể khắc phục được cái tình trạng là sập nguồn đột ngột máy tính của các bạn ấy, thì chúng ta có thể thử cái cách là cập nhật driver cho BIOS này. Để cập nhật được driver cho BIOS ấy, thì nó sẽ mỗi hãng nó sẽ có một kiểu cập nhật khác nhau. Tuy nhiên thông thường thì chúng ta cần lên trang chủ này và tải cái bản driver BIOS mới nhất về, và sau đó các bạn cài lên thôi. Nó khá là đơn giản. Tuy nhiên ý, các bạn cần lưu ý trong quá trình mà các bạn cập nhật BIOS ý, thì chúng ta cần luôn luôn giữ cái lượng pin cũng như là chúng ta phải cắm sạc để cho máy tính tránh cái trường hợp mà đang cập nhật BIOS ý,
thì nó bị sập nguồn hay là nó bị ngắt điện ấy, thì nó sẽ dẫn tới tình trạng hỏng hóc máy tính của chúng ta. Các bạn cần lưu ý điều này nhé. Cách số 5 thì chúng ta cần kiểm tra xem là máy tính của chúng ta có bị nhiễm virus không. Virus cũng là một trong những nguyên nhân khá là phổ biến dẫn tới cái tình trạng là máy tính bị sập nguồn đột ngột. Nếu bạn cho rằng máy tính của mình đang bị nhiễm virus ý, thì chúng ta có thể sử dụng các cái phần mềm diệt virus để quét cũng như là diệt virus luôn. Cách số 6 là chúng ta cần kiểm tra xem có lỗi nào với hệ điều hành không. Trong trường hợp mà tất cả những nguyên nhân trên nó đều không dẫn tới cái tình trạng bị sập nguồn máy tính đột ngột ý, thì các bạn cần kiểm tra xem là nó có phải nguyên nhân do hệ điều hành không. Hệ điều hành thì nó cũng là một trong những nguyên nhân có thể dẫn tới cái tình trạng bị sập nguồn đột ngột này. Đầu tiên ý, thì các bạn cần mở máy tính lên và vào chế độ BIOS bằng các cái sử dụng phím tắt ấy để xem là máy tính có bị sập nguồn đột ngột không. Các bạn có thể giữ nguyên trong cái chế độ BIOS đấy nhá, và chúng ta cứ để nguyên đấy, chờ một thời gian xem máy tính có bị sập không. Nếu trong trường hợp máy tính mà không bị sập ấy, thì chắc chắn là do cái phần mềm cũng như là các cái hệ điều hành của chúng ta đang gặp vấn đề. Thì chúng ta cần tiến hành một là cài lại Win, hai là chúng ta quét lỗi. Cái phần check lỗi cho cái hệ điều hành này thì nó khá là phức tạp nên là mình sẽ nói ở một video khác nhé. Thông thường thì chúng ta sẽ tiến hành cài lại hệ điều hành thôi để cho nó ổn định cũng như là an toàn nhất có thể. Cách số 7 cũng như là cách cuối cùng mà mình chia sẻ với các bạn về cách khắc phục laptop bị sập nguồn đột ngột này, đó chính là các bạn cần kiểm tra lại cái bộ nguồn của chúng ta. Trong trường hợp mà các bạn sử dụng những cái cục sạc ấy, bộ nguồn mà không chính hãng cũng như là nó không đúng chuẩn theo cái mẫu modem laptop của chúng ta ấy, thì nó cũng là một nguyên nhân khá là phổ biến dẫn tới cái tình trạng là bị sập nguồn đột ngột, do là chúng ta sử dụng một cái cục sạc không đúng điện áp này, một cục sạc nó không chuẩn hãng cũng như là nó gặp cái vấn đề về các cái con tụ bên trong ấy, thì nó cũng là một trong những nguyên nhân gây đến xung đột về nguồn dẫn tới tình trạng bị sập nguồn laptop. Trên đây thì là toàn bộ những cái chia sẻ của sửa chữa laptop 24h.com về cách khắc phục lỗi laptop bị sập nguồn đột ngột. Hy vọng với video này nó đem đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho sửa chữa laptop 24h.com ra nhiều video hữu ích hơn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.